Sau khi xảy ra sự cố rò rỉ khí ga tại một công trường xây dựng lò phản ứng hạt nhân, khiến cho 3 công nhân làm việc tại đây thiệt mạng, hôm qua chính phủ Hàn Quốc đã ra lệnh đóng cửa hai lò phản ứng này để điều tra nguyên nhân của vụ việc. Bộ Lao động Hàn Quốc cho biết sẽ hợp tác với Cơ quan An toàn Lao động, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp và Cảnh sát nhằm thực hiện một cuộc điều tra chung tại hiện trường, đồng thời triệu tập các quan chức công ty điện hạt nhân và các nhà thầu liên quan đến vụ việc này. Vụ việc xảy ra vào ngày 26 tháng 12 tại công trường xây dựng lò phản ứng hạt nhân Shinkuri số 3 ở thành phố Ulsan, thuộc khu tổ hợp điện hạt nhân lớn nhất Hàn Quốc. Công ty điện hạt nhân Hàn Quốc nghi ngờ nguyên nhân của vụ tai nạn là do rò rỉ khí nitơ dưới mặt đất tại địa điểm xây dựng tòa nhà phụ của lò phản ứng.